giờ tôi xin giới thiệu với cả anh chị em là cách khui con gà lướng nhá. Ui giời ơi. Đây. Cốc này còn không? Các bạn thấy không? Đấy. Cách anh em chúng ta khui một con gà lướng nó là gì? Đấy, các bạn nhìn không? Rồi, đó là tùng dùng kéo để cắt. Khoanh hai cái đùi ra để cho nước chảy. Đấy. Rồi. Ngon quá, ngon quá. Cho mình ăn với. À, thế à. Đây là các bạn nhỏ nhà chúng tôi. Họ đang háo hức, hồ hởi, hồi hộp, sung sướng để chờ được ăn món gà quay tay. Tranh cướp nhau. Rất hấp dẫn các bạn. Cận cảnh nhá. Cận cảnh. Cháu ở xa quá không với được. Không với được thì khóc. Không đi, không đi, không đi. Con ơi, cũng là chỉ một miếng nhỏ thôi nhá. Chuyến thì được cái đít đấy. Chúc mừng. Con câu được ạ. Bây giờ là chuẩn bị khui con thứ hai. Cái con thứ nhất vừa mới cắt ra đã hết bay rồi. Tiếp tục khui con thứ hai. Úi giời ơi. Chín hết rồi. Còn đấy anh mình là ngon. Ăn đi. Chưa ăn muối à? Cái nhỏ. Cho cháu cái đùi. Đùi vừa thiếu. Đứa nào có đùi thì coi cánh, đứa nào cánh thì coi đùi. Đây lớn hơn con rồi nha. Con câu. Ba con. Đúng rồi. Ba con. Huyết rơi cánh lên ra nào. Giờ lêu lêu ra nào. Anh rơi đùi lên ra nào. Khoe đấy. Khoe đấy. Đấy. Ờ. Cho vào mồm cắn lên ra nào. Cắn răng xé ra nào. Cắn lên răng xé ra nào. Ngon không? Ngon không? Nói đi. Ờ. Ăn mày biểu lộ. Ấy quay diễn này, diễn này. À. Rồi ăn đây, cắn đi xem nào. Cắn ngon lắm luôn đấy. Cắn này, giật đấy. Mẹ chúng mày cứ chạy nước xịt cái anh răng rồi đấy. Đây là anh Long Tóc Xù. Quá chuẩn các vị ơi, nói quá chuẩn với anh Long Xù sẵn. Rút cho. Úi dồi ô. Ngọt mịn luôn. Anh có thể xem mình chai. Cầm lên, cầm lên, cắn ngang ngọt rồi. Chai rồi tìm cho. Úi dồi. Ăn một này là ăn đi. Hào lắm đó. Cho cháu về ăn. Ông ấy đi giúp cháu.
Ấy, nhét thì siêu to chiếc khổng lồ à. To chưa? Long lanh là lên luôn. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Tất cả anh em giơ đùi vào giữa giữa nào để chạm nhau cái nào. Giơ đùi giơ cánh tất cả đấy chạm vào. Chạm vào, chạm vào. Đấy, mi đâu giơ vào con. Ok ok, giơ vào. Thằng này phải ăn thế. Giơ đấy. Con này bắt giơ đấy, đẹp quá. Con này tao quay lên được 1 triệu like là đảm bảo chia tiền cho bà con. Không à? Không đủ 1 triệu like thì chia tiền cho bọn cháu. Không đủ thì nhịn. Anh em ủng hộ like, chia sẻ, đăng ký kênh cho Trung Tuyến Vlog nhé. Trung Tuyến Vlog và Dương TV phối hợp thực hiện chương trình này. À, nhà tài trợ chính là nhà đại gia Linh Núi. Không, đừng cứ công bố tuyến thế. Đấy, kênh kênh là của Tuyến Vlog và kênh cộng kết phối kết hợp với cả Dương TV với một dàn diễn viên nhí, một dàn diễn viên nhí ABCD IZS đang mải tập trung nhai ngấu nghiến nuốt bọt. Có 2 con gà bọ mà ăn hết bay rồi, người lớn ngồi nhìn rồi. Đấy, đây tôi đang quay trực tiếp cách khui con gà thứ 3 cho bà con được xem nhé. Ngon bổ rẻ đảm bảo, anh em ăn thì cứ order, chúng tôi sẽ ship tại mâm, tại đĩa, tại thớt. Bia mới à? Bảo uống à? Làm ra ăn ngon thì phải có người tiêu thụ đúng không chị? Đấy. Uống bia đi không?